Xin mến chào các cô chú, các anh, chị và các bạn đã trở lại với kênh của em. Kênh chia sẻ công thức nấu ăn, chăm sóc sức khỏe và bí quyết làm đẹp. Hiện tại đang vào thời điểm cuối năm, trời se lạnh chuyển qua mùa đông. Bệnh đau xương khớp là tình trạng rất phổ biến. Thường gặp đó là khớp tay chân, vai cột sống, đầu gối và đau lưng, đặc biệt ở phụ nữ trung niên và người cao tuổi. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, em sẽ thực hiện và chia sẻ một bài thuốc dân gian giúp trị đau nhức xương khớp tại nhà bằng cách uống hiệu quả từ bên trong và ngâm chân tác động từ bên ngoài, mang lại công hiệu rõ rệt chỉ trong 3-4 ngày sử dụng. Bài thuốc này được kết hợp từ những cây dược liệu gì và cách dùng như thế nào? Sau đây xin mời các cô chú, các anh, chị và các bạn cùng em tìm hiểu và thực hiện nhé! Cây dược liệu đầu tiên rất quen thuộc trong đời sống, được sử dụng để chế biến nhiều món ăn ngon hay là làm thuốc chữa bệnh mà ai cũng biết tới. Đó là cây lá lốt, có tên gọi khác là tất bát, thuộc họ hồ tiêu. Cây lá lốt là loại cây thân thảo mềm, sinh sống và phát triển chủ yếu ở những nơi râm mát, ẩm ướt, thường dùng để ăn sống như các loại rau thơm, món canh, món nướng, món xào. Ngoài ra, cây lá lốt còn dùng để làm thuốc chữa bệnh. Bộ phận thường dùng đó là toàn thân, rễ, lá, cành, hoa, lá. Theo nghiên cứu hiện đại, cây lá lốt có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm và giảm đau. Còn trong y học cổ truyền, cây lá lốt có vị nồng, hơi cay, tính ấm, có công dụng ôn trung, tán hàn, hạ khí và trị thống. Thường được áp dụng để chữa các chứng đau nhức xương khớp khi trời lạnh, trị chứng ra mồ hôi nhiều ở tay chân lạnh, đầu gối sưng đau, viêm xương khớp, viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp và bệnh gút, chữa các chứng rối loạn tiêu hóa như là đầy bụng, khó tiêu, chữa bệnh trĩ và nhiều công dụng tuyệt vời khác cho sức khỏe. Đặc biệt trong video ngày hôm nay, em sẽ làm bài thuốc trị đau nhức xương khớp, đầu gối sưng đau, bệnh gút từ cây lá lốt. Sau khi đã tìm hiểu về công dụng của cây lá lốt, cây dược liệu tiếp theo kết hợp để tạo nên bài thuốc hôm nay đó là cây xấu hổ, hay còn gọi là chanh nữ, cỏ thẹn, diệp hạ châu. Đây là một cây dược liệu được biết tới với nhiều công dụng, trong đó công dụng chữa trị đau nhức xương khớp, đau lưng, chân tay tê bại rất hiệu quả. Bộ phận sử dụng bao gồm cả thân, rễ, lá, cành, hoa, quả. Dùng dưới dạng tươi, sấy hoặc là phơi khô đều được. Cây xấu hổ được kết hợp với nhiều cây dược liệu khác nhau để tạo nên bài thuốc chữa trị nhiều loại bệnh. Sau đây em sẽ kết hợp cây xấu hổ với cây lá lốt để tạo nên bài thuốc hôm nay. Để làm bài thuốc hôm nay cho một người trưởng thành uống trong một ngày và ngâm chân thì em có sử dụng ở đây một nắm nhỏ cây lá lốt 40-50g, bao gồm cả rễ, thân và lá. Đặc biệt phần rễ mang lại nhiều công dụng cao nên là các cô chú, các anh, chị và các bạn nên sử dụng nhé. Kết hợp với một nắm cây xấu hổ từ 30-40g, bao gồm toàn thân, đặc biệt là phần rễ. Sẽ ngâm rửa cho sạch đất cát và để cho ráo nước. Ngoài cách sử dụng dưới dạng tươi, nếu cơ địa bị đau nhức xương khớp mãn tính, đau mỏi quanh năm thì các cô chú, các anh, chị và các bạn nên lấy một số lượng nhiều, phơi hoặc là sấy cho khô, đem sao vàng bảo quản sử dụng dần. Để kết hợp với phương pháp ngâm chân thì em có sử dụng ở đây là một mẫu gừng nhỏ. Ngoài ra thì các cô chú, các anh, chị và các bạn có thể thêm muối hạt. Sau khi cây lá lốt và cây xấu hổ đã được rửa sạch đất cát, tiếp theo sẽ cắt thành đoạn ngắn. Sẽ dùng nồi gang, nồi sứ hoặc là ấm sắc thuốc để nấu nước. Sẽ chế vào 1,2 lít nước lọc sao cho săm sắp. Rồi bắt lên bếp để nấu. Lúc đầu sẽ nấu lửa lớn cho nhanh sôi. Thank you.
Khi nước đã sôi, sẽ đậy vung lại, nấu trên lửa nhỏ riu riu và để sôi trong khoảng thời gian từ 20 tới 30 phút là được. Sau thời gian 20 phút nấu, nước có màu xanh vàng, có mùi thơm nhẹ. Bây giờ sẽ tắt bếp. Sau khi tắt bếp sẽ cắt lấy phần nước bỏ vào bình giữ nhiệt giữ ấm để uống trong ngày. Phần bã cây sẽ tận dụng nấu nước để ngâm chân. Đối với gừng sẽ đập dập băm nhỏ cho vào nồi. Chế lượng nước vào cho xăm sắp và nấu cho sôi. Và để sôi trong khoảng thời gian là 10 phút. Sau 10 phút, nước có màu xanh vàng nhẹ. Sẽ đổ ra một cái chậu. Nếu chân tay bị khô, nấm và ngứa thì các cô chú, các anh chị và các bạn nên thêm một thìa canh muối hạt vào để cải thiện tình trạng này. Thời điểm ngâm chân tốt nhất đó là buổi tối trước khi đi ngủ 30 phút. Một tuần nên thực hiện ít nhất từ 2 tới 3 lần. Nhiệt độ nước ngâm chân phải đạt từ 30 tới 40 độ C, không quá lạnh cũng không quá nóng. Thời gian ngâm chân từ 20 tới 30 phút, không ngâm quá lâu. Sau khi ngâm chân xong sẽ lau chân cho khô, massage tinh dầu để làm ấm cơ thể và cải thiện chứng đau nhức xương khớp. Bài thuốc uống và ngâm chân đã được thực hiện xong. Đối với phần nước uống sẽ chia làm 2 lần uống trong ngày, sau ăn 30 phút, mỗi lần 1 ly từ 300 tới 350ml và nên uống ấm. Khi được kết hợp từ hai cây dược liệu, vị nước có hương thơm dịu nhẹ, rất dễ uống. Khi áp dụng bài thuốc từ cây lá lốt kết hợp với cây sáo hổ thì các cô chú, các anh chị và các bạn cần lưu ý một số điều sau. Một liệu trình sẽ áp dụng 2 tuần, ngưng 1 tuần mới sử dụng lại, không lạm dụng và uống xen kẽ nước lọc, luôn giữ ấm cơ thể khi trời lạnh giúp bảo vệ xương khớp. Thường xuyên vận động giúp giảm đau và cứng khớp và cơ thể sẽ được ấm lên. Chế độ dinh dưỡng hợp lý, trời lạnh thì các cô chú, các anh chị và các bạn nên bổ sung thêm canxi, vitamin C, D và E hỗ trợ giảm đau xương khớp và tăng sức đề kháng. Đối với phụ nữ mang thai và đang cho con bú không nên sử dụng bài thuốc này. Những ai bị nóng gan, đau dạ dày thì không nên uống nước chứa thành phần lá lốt. Những trường hợp đang sử dụng phương pháp điều trị bệnh thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi dùng để không ảnh hưởng tới kết quả điều trị và gây tác dụng phụ không mong muốn. Đây là bài thuốc dân gian được áp dụng phổ biến, kết hợp uống hiệu quả từ bên trong và tác động trị liệu từ bên ngoài sẽ giúp cải thiện bệnh đau nhức xương khớp, đau khớp gối, tê thấp, đau lưng, chân tay tê bại mà còn giúp ngủ ngon, đặc biệt ở phụ nữ trung niên và người già, hiệu quả chỉ trong 4 tới 5 ngày sử dụng. Qua những chia sẻ này, hy vọng sẽ giúp ích được các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về công dụng, cách dùng sao cho có hiệu quả mà không gây hại cho sức khỏe. Xin chúc các cô chú, các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các cô chú, các anh chị và các bạn trong video kế tiếp của em nha.